xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn. Mình là bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi trò đào mỏ đây. Đào mỏ đây á. Đào mỏ, bắc thợ mỏ. Bắc thợ mỏ. Mình rất nghèo rồi, mình đã chơi từ lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có dịp để chơi. Trò này khởi trông quá cái thế. X2 mà. Anh bạn từng có như thế nữa thì vừa nói tiếp lắm đi. Trò làm để không có pin mà nhiều tiền sâu thế. Anh ấy hơn là hơn trật tự đấy. Nhớ không? Rồi, chúng ta được khá là nhiều tiền. Mình đi thu thập siêu tiền. Mình đi lấy siêu tiền. Để nó không nhanh cũng bị đuổi việc thôi. Anh em ạ. Nó không nhanh cũng bị đuổi việc thôi. Nào, xem tiếp. Nào, để yên. Để yên, để yên. Không được nghịch nhá. Để quản lý. Cái phần thuê quản lý mình rất chán. Mình rất chán cái phần thuê quản lý. Để mắc hồn luôn ý. Đây, ông giám đốc này, người phụ luôn này. Chi phí nâng cấp à. Đấy. Mình sẽ đợi đến khi nào mà siêu tiền nó rồi. Cái chỗ mua siêu tiền gì chắc mình cũng sẽ được tiền mua đấy. Yeah. Anh em, thanh niên vẫn đang đi chở hàng. Anh bảo ơn trật tự mà. Anh không thèm nghe lời anh luôn à. Anh không ngờ Hân lại hư đến thế đấy. Rồi, và mình đang đợi cờ để đủ tiền mua hầm mới đây. Tụi này level 50 rồi. Siêu tiền cũng không khá cho lắm. Thôi kệ đi. 5.001 rồi. Nó có x3 rồi. Xem nào. Ui dồi ôi, nhiều tiền thế. Anh nhân viên chắc cũng khổ lắm ấy. Ui dồi ôi, tôi nhiều ấy. Rồi, mình sẽ nâng cấp mấy anh nhân viên tồn kho này đi. Chứ giờ tụi này không hiểu tại sao lại như thế này luôn. Nguy hiểm quá, 6k này. Một phát 15k luôn như vậy. Nguy hiểm không ấy. Nó kiểu lỗi kỹ thuật ấy. Rồi, nhiều nhất là 15k6 nhá. Bán này. Rồi, mình tiếp tục nâng cấp anh nhân viên này đi. Anh nhân viên mấy anh nhân viên tồn kho. Úi dồi ôi, nhiều tiền thế. Rồi, coi như là bán lần này mình đủ rồi nhá. Đây, anh này bán này. Chúng mình mua hầm mới này, đợi tí xem mỏ vàng đã. Người lát thế. Ui lộ nồi, chưa mở được. Mấy kêu. Ê cho anh này, chơi này, tăng cường này. Để khai thu thập thôi, kệ đi. Không quan tâm. Vẫn đủ à? Xem anh này chở cũng thấy rất nhọc phết nhỉ Hân nhỉ. Sao Hân nói mà không phải là nói không. Rồi à. Đây rồi.
mình sẽ nâng cấp một thôi. Anh làm nên anh làm nên đâu nghĩ nó đào nhanh như thánh ấy, bục bục mấy phát xong luôn. Có hai anh em viên rồi, rồi x10 xem, x10 vẫn chưa cộng được anh em viên nào. Đấy là video clip người vận chuyển. Mình đang bê đồ vào kho nhá. Đây rồi. Đây rồi. Kinh chưa? Mấy anh thanh niên này đào rất kinh nhá. Có lên gì rồi? Anh này chở vào kho xong là mình có đủ tiền luôn. Đây, và mình đã có bản đồ rồi. Xin mời vào phòng nghiên cứu đi, xem mình mở được chưa nhỉ? Ui yếu quá ai. Ơ, có cái Hân ơi, có cái tím, có cái màu hồng này. Hân, Hân ơi, có cái màu hồng này. Ôi, xem anh vẽ chơi nhá. Ôi, em thích màu hồng. Nhưng mà anh mới thôi, anh chưa mở. Ôi, có cả bình minh nữa, không biết có kiện gì không nhỉ? Phải là cái mỏ bình minh ấy. Tự chết thế. Ngoài bình năm nơi thất, người hòa bình hâm ba. Vô trong người ca đắm băng, chắc là có vừa vợ. Lên thôi. Ba khỏi luôn đi. Hôm mới 55, úi dồi ôi. Khỏi luôn đi. Ui ôi, hành trình nâng cấp thang máy. Không được nói mấy từ đáng sợ, không được nói mấy từ khó chịu như thế, nhớ chưa Hân? Nghe chưa Hân? Em giả là con này là không biết có lên lên nên em giả là con này mặc cơ mà. Rồi và chúng ta sẽ em tải qua anh bảo ơi em tải quyết định kìa anh bảo đấy cứ cho em ăn đi không quên đi. Ơ em đang bảo tính dầu của con mèo mà. Em đang bảo những giọng của con mèo ấy. Anh không quan tâm. Tịt. Đi nổ. Vì suốt ngày đánh anh nghe là anh mới không nổ bố cho đấy. Được rồi, em không đánh anh nữa. Thế có vẻ tốt hơn không chứ? Đùa, cái con này bị mình lừa ai. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Anh bảo tôi đùa, anh bảo tôi đùa. Anh bảo ơi. Hả? Thật vậy. À, anh bảo bị lừa rồi, em không tới đâu. Lên, lên, lên. Thế nên anh mới không nấu cho đấy. Lên, 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 lên. Chị giỏi lừa người. Anh, bảo... anh không nấu cơm cho ăn nữa. Tại anh bảo ấy, anh bảo... anh bảo em tăng tỏi tự nhiên anh bảo em nấu cơm cho em ăn nên em mới như thế thôi lê lê ta 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 tu 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 tu
Quả gì mà đi ăn như cứt, xin thưa rằng quả đất. Ăn gì mà thôi vậy cha, ăn kem. Kem gì hết sốc như phần. Éo gì mà đất với anh nhìn lê hai chục mờ bắt hơi bị lạc tí nhá. Tu thà bồ Và video đến đây là kết thúc nha. Bye.